như chờ đợi người ta biết biết làm sao chờ, phải không? Mình đi mặn mẹ đi mỏ ốc rồi có tiền xài mình ăn mình uống mẹ cho chắc ăn, phải chờ đợi cho biết chừng nào. Đi kinh thì mình cầu xin cho con người của mình cho nó mạnh khỏe Để gì nữa, cầu xin gì nữa? để mình mặn ăn đi kia túng mánh lên Làm gì trúng mánh? đi mỏ ốc túng mánh. Mình giấy đó hả? Mình đọc sao đâu mình cầu xin đâu, nói em nghe được không? Nói với bà Thánh nói cho con mạnh khỏe trong người của con vậy đó. Mạnh khỏe để mà con đi mỏ ốc đi đi mỏ ốc túng mánh vậy đó. Cà phê nữa hả? Sáng giờ mấy ly rồi? Ba bốn ly rồi. Ba bốn ly rồi. Giờ kêu tiếp đi. Ly cà phê chưa ba? Kêu lớn lên. Ly cà phê chưa ba? Tháo khẩu trang ra. Sao đi ngoài đường là mang khẩu trang hoài vậy? Cho nó kín chút. Sao mang cho kín là sao? Bây giờ nước kêu mình lệch lại ai biết đâu. Dạ hả? Thấy bây giờ bình thường người ta đâu có mang khẩu trang, có mình anh mang á. Có người ta mang hiếu gì? Có không? Có. Em có thấy đâu có mình anh mang á. Có, chạy qua chạy lại mang hiếu. Dạ, thấy mấy người ta không mang khẩu trang anh thấy kỳ kỳ không? Hả? Thấy những người ta mà mang không mang khẩu trang anh thấy kỳ kỳ không? Đeo lại mới được. Nịch lại mà cho nó kính mới được, cho người ta đừng biết. Đừng biết gì? Chuyện đó mình nịch lại cho người ta đừng có biết. Đừng biết ai? Đừng có biết mình. Vì sao? Thì cũng như mình nịch lại cho kính cho người ta đừng biết. Để đi, mặt mình đẹp trai thì để đó đi. Hả? Gương mặt của anh đẹp trai thì mở ra cho người ta thấy đẹp trai. Anh Tuấn? Hả? Mở ra cho người ta thấy đẹp trai. Thấy đẹp trai ngại mất cỡ đúng không? Mà anh đẹp trai thiệt mà. Ngày nay mò được mấy ký? 4 kg. 4 kg. Mưa này là chiều nay anh có đi mò không? Ba mấy mò. Hai mấy mò. Ngày nào nghỉ mò buồn không anh Tuấn? Không. Không, sao ạ? Đi mò hoài. Ví dụ như ngày nào anh có thấy mệt mệt, anh nghỉ mò anh có buồn không? Không. Không có buồn hả? Nghỉ mò thấy nó khỏe hay là thấy nó mệt? Đi mò lại kiếm tiền. Dạ hả? Hồi sáng bán hết 4 kg luôn. Được 40.000. Rồi sao mình không lên giá mình bán có 10.000 ký rẻ quá. Trời bán vậy được. Lên giá đi, bán 12.000 đi. Hả? 10.000 được. 10.000, tại sao ai ra cái giá 10.000 anh bán? Tại như là mình bán hầu trước tới giờ đó. Giờ sao thì nó có y gan vậy? Trước sau vẫn y gan vậy. Có khi nào người ta mua luôn cái thao không? Không. Sao à? Bán ốc thôi. Chứ không có bán cái thao hả? Sao không bán cái thao luôn? Để dành cái thao mình đi mò. Còn bán cái thao thì sao? Bán thao rồi sao có đồ đi mò, để dành đi mò. Mua thao mới cho bự hơn, mò nhiều hơn. Thấy thao nhỏ quá à. Nhiều đó được rồi. Mò nhiều sao ạ? Đây mình mò hồi trước bây giờ chắc này nó cũng giảm bớt rồi. À, nó giảm bớt rồi sao anh biết? Biết. Sao anh biết nó giảm? Nó cũng đẻ ra chứ. Dễ gì, hết thì giảm bớt rồi. Nó cũng đẻ ra nhiều chứ. Không có, hồi trước giờ bị mình mò mình đi cái luồng đó hoài đó. Giờ nó cũng giảm bớt rồi. Lâu lâu mình có đổi luồng không? Không, mò y hoài. Mò y hoài luôn, sao không chịu đổi luồng? Mò cái luồng đó bị có đó, mình vô đó. Thấy nhà anh Tám á là có tủ lạnh đồ anh biết xài không? Không, không có biết. Không biết. Không biết rồi sao mai mốt sao xài? Để đó cho anh Tám, để cho ổng gì thôi chứ đâu có biết. Chứ đâu biết xài đúng không? Sợ xài hư không? Không có biết. Không biết xài luôn. Rồi mai mốt sao xài? Có mình anh Tám không biết à. Vậy hả? Anh có sợ điện không? Không. Không. Thầy kêu anh Tám anh chỉ. Kêu anh Tám chỉ. Cà phê này có gì ngon mà anh uống cà phê xong uống thứ khác. Anh Tuấn à. Cà phê có gì ngon mà anh không uống thứ khác, uống cà phê hoài nóng sao? Ôi trời hết luôn rồi. Sao uống con hơi một ạ?
anh Tú sao uống con hơi một hết luôn rồi, uống hơi kéo hơi rồi chừa lại, chừa lại chấm nước trà vô. Hồi qua sao mà mấy chị kia vô á, anh xưng là anh là con, anh cũng lớn mà mấy chị kia cũng 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 đâu có lớn đâu mà anh xưng anh là con. Đó là mấy cô mấy gì tới đó, mình nói lời cảm ơn mà mấy bà ấy. Ừ. Nói sao nhớ không, nói lại nghe. Nhớ, nói xin cảm ơn mấy cô mấy gì. Con hay là em? Mấy cô, chứ mà mấy cô. Ừ, con cảm ơn hay là em cảm ơn? Nó cảm ơn mấy cô mấy gì lần xa tới gì đó. Ừ. Mấy cô mấy gì có cho mình gì không? Mấy cô mấy gì hả? Ừ. Không, không có biết. Không biết. Ờ, bị mấy bả không có trận đó, mình đâu có biết. Không có gì. Chuyện mấy bả không có trận hoài cho mình đâu có biết. Ờ, sao mình không xin? Ô, không dám xin, ta lạ biết sao mình xin. Ừ, thì mình nói con thiếu tiền uống cà phê cho con. Nhưng ta lạ đâu có biết đường đâu mình xin. Ừ, quen mới xin hả? Ừ. Hồi đó giờ có xin ai chưa? Chưa. Chưa. Cho đi mà ăn không, của mình ăn dối chắc ăn luôn, chờ đợi người ta mệt. Ừ. Đúng không? Ờ, à, mình đi mua ốc này kia, mình có tiền mình xài, uống cà phê mình xài chứ chờ đợi người ta cho nó mệt chứ mẹ. Thấy chờ đợi người ta thấy mệt hả? Thấy buồn bã chứ mẹ. Chứ sao buồn? Cứ như chờ đợi người ta biết sao chờ, phải không? Mình đi mặn mẹ đi mua ốc rồi có tiền mình xài mình ăn mình uống mẹ cho chắc ăn. Ờ, cứ chờ đợi chờ biết chừng nào. Ừ. Chờ đợi người ta thấy buồn bã à? Ừ. Mà sao buồn? Cứ như biết người ta tặng không chờ người ta, phải không? Ừ. À, mình đi mặn tước mình đồ của mình cho chắc ăn chứ để chờ biết người ta có chờ chừng nào tao tặng, biết chừng nào tao tặng cho mình. Ừ. À, mình đi mò ốc kiếm tiền mình uống cà phê mẹ. Thà người ta cho mình thì mình lấy chứ mình không có xin người ta. Không, không dám xin. Hồi đó giờ không dám xin ai hả? Ừ, biết ra sao đâu mà xin. Có xin anh Tám không? Không. Như hồi đó giờ đi mặn ăn thôi. Rồi mò bữa nào mưa gió mò không có rồi có xin không xin anh Tám luôn. Có đã biết mò có mới đi chứ. Ờ, những ngày mưa mà kìa. Có, nắng lên là đi mò. Ừ. Những ngày mưa á, không có nắng á thì không có tiền uống cà phê thì làm cái gì? Đi mò ốc hoặc là đi lượm mũ gì. Mò ốc với lượm mũ cái nào nó nhẹ hơn? Cái nào cũng như nhau nó nhẹ. Còn ốc thì mau có tiền hơn. Còn lượm mũ? Lượm mũ thì nó chậm hơn ốc. Vì sao? Cũng như là chậm mà cũng như chờ đợi với bà này nọ đó, nó lâu hơn ốc. Ốc mình giờ mình vé chợ cái mình bán cái nó mau. Ừ. Còn lượm mũ là chờ ai? Chuyện đó lượm ốc, lượm mũ thì mình chờ mấy bà lợi tới đó, nó hơi lâu. Chờ lợi tới làm gì? Lợi tới người ta cắt đồ của mình đó. Ừ. Chờ nó hơi lâu, còn mình lượm ốc thì nó mau ăn hơn. Ủa mà anh biết cái mũ bao nhiêu ký không mà anh bán? Bán hí chứ đâu có biết. Không biết hả? Không. Ví dụ chai nhựa là bao nhiêu một ký? Chai nhựa thì căn là mũ thì ký có 5.000. Ký 5.000 thôi. Ờ. Còn giấy? Cũng ghen gì, ký có 5.000. Ờ. Người ta cho như là người ta bán, người ta lấy, người ta trả nhiều thì lấy. Ừ. Chứ mình cũng đâu có đòi hỏi gì hả? Ừ. Bán gì chứ đâu có biết. Không biết mà bán xong kêu anh Tám bán giùm. Có 5.000 ký. Ừ. Mấy ngày nay vợ có còn xuống kiếm nữa không? Không. Không. Nói hứa nó hai bữa về rồi. Lỡ hai bữa không về vợ có la có đánh gì không? Không. Hai bữa đi về rồi. Về làm gì? Về đến thăm gia đình của bà. Ừ. Thăm thì mình sẽ nói lời nào ta? Ừ. Thăm thì về tỉnh mình ghé vô nhà có thăm con cái đồ. Ừ. Người có ở trên đó ngủ không hay là về ngược lại dưới này? Không, ở tỉnh. Ở tỉnh mấy ngày? Ở tỉnh 3 bữa về. Về dưới này lại? Ờ. Ủa sao anh giống như, sống giống như là hai nhà luôn. Ở trên đó nhà dưới này nhà. Để mình về dưới này mình đi lễ dưới này. Ừ. Muốn sống ở đâu là sống. Ừ. Thích sống thì sống. Nhưng mà thích sống chỗ nào hơn? Thích sống như gần nhà thờ. Mình đi lễ, đi kinh này kia. Ừ. Đi lễ thì mình cảm nhận được gì ta? Đi kinh thì mình cầu xin cho con người của mình cho nó mạnh khỏe. Ừ. Để gì nữa, cầu xin gì nữa? Để mình mặn ăn thì kia túng mánh lên. Ừ. Làm gì túng mánh? Đi mò ốc túng mánh. Ừ. Mình giấy vậy đó hả? Ừ. Mình đọc sao đâu mình cầu xin đâu, nói em nghe được không?
nói với bà Hánh nói cho con mạnh khỏe trong người của con vậy đó. Mạnh khỏe để mà con đi mỏ ốc rồi, đi mỏ ốc túng mánh vậy đó. Có tiền bạc con nhiều quá, con mừng con ham con đi nữa vậy. Con mừng con ham nhiều quá con mừng con ham, còn còn ít quá thì sao? Dễ gì mò nhiều, nhiều quá con mừng con ham, con ham con đi mò nữa vậy. Còn ít quá con buồn bã, con bệnh thôi vậy. Mình có tiền mình mới vui vẻ, con người của mình nó mới vui lên. Còn không có tiền, còn con người mình không tiền thì nó sẽ buồn, buồn gầu. Gầu gì ta? Gầu là cũng như là con người của mình không tiền nó buồn gầu chứ. Có tiền mình ham muốn. Không tiền là buồn gầu. Con người mình có tiền nó mới ham muốn. Ham muốn gì? Ham muốn đi lại nhà hàng đồ ăn này nọ. Trời ơi. Ở nhà hàng ăn luôn. Hồi đó giờ có lại nhà hàng ăn không? Chưa. Hỏi sao mà nói có nhiều tiền ham muốn? Có tiền lại nhà hàng ăn uống này nó vui vẻ. Thích lại nhà hàng ăn không? Thích ăn món gì nhất? Biết ăn gì ăn hí mẹ cho đâu biết. Không biết sao nói lại nhà hàng ăn vui vẻ. Thì nói lại nhà hàng mình ăn cho nó vui vẻ vậy thôi, mình ăn vậy thôi chứ đâu có biết. Nhà hàng thì ăn cũng giống như ở ngoài thôi chứ có gì đâu khác. Rồi đó ăn cơm vậy thôi chứ đâu có biết. Nhưng mà thích lại nhà hàng thôi. Anh Tú chạy xe được không? Hả? Anh chạy xe được không? Được. Chạy xe đạp hay là xe Honda? Xe Honda chạy được luôn. Chạy được không đó trời, chạy coi chừng té sức môi luôn á. Được. Biết chạy lâu chưa? Lâu. Lâu rồi hả? Ừ. Bây giờ là clip này là mấy cô mấy chú mấy gì ở bển á là xem là thấy được anh Tú đang uống cà phê này vui vẻ như nè. Anh Tú có nói là nào với mấy cô mấy chú không? Uống cái này. Gót nào không? Gót trà không? Gót trà ha. Có nói là nào không? Dạ. Mấy cô mấy chú là đang xem được clip anh Tú nè. Ở bển á thì bây giờ thấy là các nhà, các cái nhà đẹp gì đó cũng mừng. Thì bây giờ anh Tú có nói lời nào với mấy cô mấy chú bển không? Xin nhắn gửi là cảm ơn mấy bà. Ừ. Rồi nhắn gì nữa không? Cảm ơn mấy cô mấy gì. Về lời hứa. Hứa không bắt ốc nữa hay gì? Dạ bắt ốc. Ừ. Nói, kiểu như nói anh Tú nhắn gửi nói cảm ơn mấy gì. Anh Tú đang đi mở ốc để mà giúp đỡ cho mấy cô mấy gì cho nó vui vẻ vậy đó. Ừ. Người có nói gì nữa không? Không. Nhiều thôi. Không, nó nhắn gửi mấy bả nó anh Tú đang đi mò ốc để mà giúp vui cho mấy cô mấy gì vậy đó. Sao là kêu mấy bả ta? Tại vì như mấy cô mấy gì ở đằng xa đó, cái kêu như lợi ghé vô nhà gia đình của anh Tám nó hâm nè. Để mà mình giúp đỡ cho nó vui vậy đó. Nói anh Tú đi mò ốc vậy đó, chứ đâu có biết. Có muốn mọi cô mấy cô mấy gì vô coi anh Tú mò ốc không? Có, mấy bả cũng như nghe cái tin mà mình đi mò ốc gì thôi chứ có mấy bả cũng không có biết gặp. Nhưng mà mấy bạn nghe vậy thôi. Có muốn mấy bạn đi theo cho vui không? Không. Sao à? Cái kiểu như mấy bạn là lạ, người ta cũng ngại, người ta lớn, người ta cũng ngại phải không? Ngại gì? Chuyện á, mấy bạn lớn rồi mấy bạn cũng ngại, người ta đâu có dám đi, người ta đàn bà con gái mà ai nữa đồng nào đi theo mình phải không? Tự động cái chuyện của mình, người ta đâu có biết. Người ta đâu có biết sao đâu, người ta đi với mình. Ta cũng phải tìm hiểu để cho kỹ càng lợi đàng hoàng người ta mới theo mình. Còn này cái thiện của mình người ta đâu có biết sao đâu mà ông mình bắt buộc người ta đi theo mình. Người ta đâu có biết. Cái chuyện của mình nói ra người ta đâu có biết, chỉ là mình đi mò ốc người ta nghe cái tin đồn vậy thôi. Mấy bả nghe vậy thôi chứ mấy bả đâu có biết gặp. Mấy bả đâu tìm hiểu kỹ đúng không? Nhưng bả nghe vậy thôi chứ bả đâu có biết. Bây giờ nói cái công việc mò ốc của anh cho mấy bà biết, đừng mấy bà đi theo qua. Cũng như là mấy bà ở đằng xa đi phải không? Mấy cô mấy gì ở đằng xa mà cũng như là mới nghe cái tiếng đồn của mình đi bắt ốc thôi chứ tới ra là mấy bà đâu có biết. Đúng không? Cái ý tôi nói không hiểu không? Như anh em mình đi bắt ốc gì thôi chứ anh qua đây em giúp vui bên đây gì thôi chứ mấy bà cũng đâu có biết rằng. Mấy bà nghe cái tiếng mình đi bắt ốc gì thôi chứ mấy bà đâu có biết. Bắt ốc gì là thấy mình nổi tiếng chưa? Hả? Nổi tiếng.
Anh là nổi tiếng luôn đó hả? Viết Thành nổi tiếng không? Nổi tiếng như ca sĩ không? Nổi tiếng như ca nhạc. Như ca nhạc luôn à? Ca nhạc thì đừng nói ca sĩ ghê luôn. Sao ghê? Nói gì tới bác sĩ là ghê rồi. Vậy? Nói tới là tiếng bác sĩ ghê lắm. Mình phải tới lại là phải nói là giọng hát của mình như ca nhạc chứ. Ca nhạc hát. À. Cho nó vui, đừng nói bác sĩ. Bác sĩ sao ghê? Bác sĩ là nói gì tới bác sĩ đi lợi chích này nọ ghê lắm. Nói ca nhạc á. Nói tiếng ca nhạc á. Sợ bác sĩ hay gì? Sợ bác sĩ, nói ca nhạc. Sao sợ bác sĩ? Lợi tới đó này nọ nó công luôn. Này nọ là cái gì? Chích ngừa mình á. Ừ. Mình phải nói là ca nhạc. Chứ đừng nói là bác sĩ hả? Vậy là anh sợ bác sĩ, anh thích ca nhạc rồi. Mình phải ca nhạc đi thôi, chứ đừng nói bác sĩ. Là vậy là sợ cái tiếng bác sĩ. Vì sao? Bác sĩ nó mới đè mắt mình thuốc. Mẹ bắt mình cho thuốc. Còn này mình nói là bây giờ mình phải tới là mới nói ca nhạc cho nó hay hơn. Bác sĩ chích thuốc cho mình hết bệnh rồi sao ấy? Chích mình đi họt vô cái chích mình rất là đau, hiểu không? Còn là mình phải tới là dùng cái tiếng là ca nhạc. Chứ đừng ca sĩ hả? Ca sĩ là tất nhiên là bác mà, sĩ. Nhưng mà chích đau là hết bệnh. Hết bệnh mà đều họt vô cái tiếng nó đau đúng không? Họt vô đâu? Họt vô con mình nó chích. Chích cái hiệu đích rồi. Đau dữ không? Đau. Lúc đó có ghét bác sĩ không? Mình ghét người ta, mình cũng phải để bụng chứ, người ta chích cho mình. Mà mình nói ra cho biết thì để bụng gì thôi chứ. Sao không nói tôi ghét ông ai biểu ông chích tôi? Mình biết thì mình để bụng, nhưng mình nói là tới lâu mình phải nói là ca nhạc chứ. Chết lại là ca nhạc. Mình phải nói tiếng ngôn ngữ ca nhạc rồi. Ngôn ngữ ca nhạc. Ca nhạc thì có gì hay ta? Ca nhạc cái giọng nó ca rất là hay, mấy bác sĩ, mấy người ca sĩ nó hay, hát hay lắm. Hay lắm hả? Thích ca sĩ nào nhất? Hả? Thích ca sĩ nào nhất? Thì mấy người ca nhạc nó thích gì nó ca. Nó chọn nó ca chứ đâu có biết đâu. Có bao giờ đi đồng vừa bắt ốc vừa ca không? Không có biết. Hay lắm. Nữa, sao đeo khẩu trang nữa rồi? Đeo vô mấy cái hàng này đông đảo quá, phải đeo vô. Hả? Mấy cái hàng này đông đảo con người của mình quá, đeo vô cho nó kính. Đông đảo con người của mình đeo vô cho kính. Cũng có khái bay lại giật tiền mình. Ai bay lại giật tiền? Mấy giang hồ lại bay giật đè giật mình chết. Lại mới được, đừng biết. Thấy quả cặp có tiền đi bay lại giật. Thấy quả cặp có tiền bay lại giật hả? Đông đảo người quá sợ đúng không? Đông đảo người quá nịch lại mới được. Nịch lại rồi không lẽ nó không biết? Thấy mình quải cái túi là nó biết rồi. Nịch lại cho chắc ăn đục quá để bay lại giật chứ. Nó thấy mình đeo túi là biết mình có tiền hả? Có tiền nhiều không? Nó đâu có biết mà liều nó là nó giật cái chết rồi. Giật lại mình xử lại nó. Nịch lại cho chắc ăn. Nịch lại tháo ra đi, bây giờ không có ai, đừng có tháo ra đi. Vậy là chắc ăn chưa? Chắc ăn, nịch lại chắc ăn. Hả? Nịch lại chắc ăn, mấy thằng này đâu có biết ai thương ai ghét rồi, phải không? Như em hay là cô chú anh chị bữa ẩm xuống anh là thương anh hay là ghét anh? Em hoặc là mấy bà ở bển á. Mấy cô mấy gì ở bển hả? Cũng như bà qua đây cũng như là cái ý nghĩ của bà là cũng như bà thương mình bà mới qua đây, phải không? Cái ý nghĩ bả thương mình bả mới qua đây chứ thật tế ra bả ghét mình bả cũng không có qua đây nữa. Bởi vì mấy nhắn gửi bả là cảm ơn mấy bả. Rồi bây giờ con hết sợ trời đánh rồi. Hết sợ hả? Nó nhắn lại bả, nhắn gửi bả là cảm ơn bả. Hồi đó là hả? Nó cảm ơn mấy cô mấy gì. Hồi đó là sợ trời sắp chớp dữ không? Sợ dữ lắm hả? Chứ kiểu như là ổng ở trên đó, như ổng chớp nhá xuống thì ra đây, nhà của mình thì nó yếu. Ổng chớp xuống mình hơi run hơi sợ. Còn bây giờ? Bây giờ hết sợ, nhà ấm cúng rồi hết sợ. Hả? Nhà ấm cúng lại hết sợ. Ví dụ đang mưa mình đi ra ngoài đường rồi chỗ đâu mình trốn? Thì lũi vô nhà người ta, chạy vô nhà người ta tốn. Chạy vô kịp không kịp ổng quánh sao? Dễ rồi. Chạy sao? Chạy vô trốn chạy sao? Nói sao để vô nhà người ta được? Chạy vô nó con sợ chuyện này chuyện nọ vậy đó. Để con vô cho con xin nhờ
nhà của chú gì đó vô tốn núp. Núp rồi không lẽ nhà không lẽ chui xuống chổng nên trốn nữa. Vô nhà được rồi, vô nhà người ta được rồi, trốn núp. Đã trốn bao nhiêu lần rồi? Vô với người ta mấy có lần hai lần. Chớp xuống thì rơi như lửa. Thấy gì không sợ không? Thấy gì không sợ? Chớp xuống như lửa. Tôi là tôi bị nhiều lần á, chớp thì gây trời. Chớp xuống là như là lửa dưới đất. Chơi gì không? Mà tôi qua đợt rồi. Qua đợt rồi. Ờ. Lần tôi cũng có liên lạc một lần đi mất lúa vô đồng rồi nó chớp xuống sao mà như lửa thì ghê. Ừ. Chớp dữ lắm hả? Ờ cũng chớp trong đồng thì gầm gầm chớp như lửa. Qua đợt cái đây. Trên này là anh sợ con gì nhất? Hả? Trên đời này anh sợ con gì nhất? Trên đời này đâu có sợ ai đâu. Ừ. Nhưng mình đi lễ đi kinh vậy thôi chứ đâu có biết. Anh sợ con vật gì nhất? Không có sợ, đi lễ vậy thôi chứ đâu có. Có sợ con vợ không? Không. Hả? Sợ. Sợ hả? Ừ. Vì sao? Tại gặp nó tới. Hùng lắm. Hùng. Hùng lắm hả? Hát ghế rồi đây. Vợ nó hùng sao? Nó hùng hăng lắm, sợ nó quýnh mình. Không giữ. Như quánh luôn hả? Sợ nó quánh hả? Nó hùng hăng. Hùng hăng sao? Mình hiền mà nó hùng hăng lắm, nó quýnh mình. Có quánh lần nào không? Không. Không quánh hả? Ủa buồn có rồi. Nó anh nó dốc, cô vợ anh có đánh anh lần nào đâu. Nó làm gì, nó cái kiểu như nó đàn bà con gái thì cái tánh bản tánh nó hơi ghen tuông nữa. Ừ. Ghen anh. Hả? Mà cái tánh nó hơi ghen tuông, nó coi như nó cái kiểu như nó xuống đây để mà nó ràng buộc mình chuyện này chuyện nọ vậy đó. Ừ. Mình cái tánh mình thì thiệt thà, còn người ta thì cái tánh của người ta như là tới xuống này ta ràng buộc mình công việc này việc nọ vậy đó để mà cho gia đình của người ta nhờ cậy. Nhờ gì? Nhờ cậy. Nhờ cậy gì? Nhờ cậy là như cái chuyện bằng ăn của mình, cái chuyện công ty này công ty nọ bằng ăn, cái chuyện của người ta mình nên tới tên người ta, mình phải bằng ăn với người ta vậy đó. Ờ. Để giúp đỡ cho gia đình của bạn giàu có vậy đó. À, có nghĩa là sợ rảnh là nhờ cậy nặng lần cho ta giàu có hả? Ờ, giúp đỡ cho gia đình của người ta giàu có lên. Ờ. Rồi vợ anh là ghen tuông sao? Thì nó xuống đây cũng như nó ghen tuông, nó sợ mình đi chỗ này đi chỗ nọ để mà không thương nó. Đi chỗ nào? Mình đi chỗ khác mình thương đó. Rồi nó thương ai? Đi thương người ta đó, rồi xuống đây nó cũng như ràng buộc công việc của mình vậy đó. Ừ. Ràng buộc cho ông kẹt cái hế. Kẹt cái hế gì? Kẹt cái hế. Ờ, rồi mình bứt rứt không? Bứt rứt. Bứt rứt thì mình nói sao cho vợ mình hiểu? Bứt rứt thì mình cũng phải nói anh đi xuống đây, mình giả bộ mình nói xuống đây anh đi lễ rồi như này. Ờ. Mình cũng phải tới nó một hai câu nói được. Ừ. Rồi nhưng mà thật ra là không có đi lễ. Có đi thiệt. Ờ, nhưng mà có trốn ai không? Không, không dám trốn. Có nói. Thương ai không? Nói đi lễ là mình vẫn đồng tin rồi. Ờ. Để có chúa bà phù hộ ai sợ. Ừ. Mà có thương ai không? Không. Có rồi. Có thương ai mà vợ ghen? Có. Tôi đi lễ không à? Có rồi. Ta nói anh có thương ai nên vợ anh mới ghen ở dưới này á. Không, không dám thương. Sao à? Ở vậy tu thân. Ở vậy tu thân hả? À, tu thân để làm gì? Tu thân để mà cho con người của mình cho nó nhẹ là. Ừ, còn không tu. Còn nếu mà mình ra chạm tới người ta hoài thì người ta sẽ ràng buộc mình chứ sao? Ra chạm với người ta là người ta ràng buộc mình. Ờ, thà mình ở vậy, mình không có vợ. Mà anh có vợ rồi đó. Có thì bởi vì có vợ nó mới ràng buộc mình tới cái khoảng cách đó đó. Ờ, bây giờ có muốn bỏ vợ không? Muốn. Lên thăm nó vậy thôi chứ bị nó gặn đây lên xuống rồi lên thăm nó vậy thôi, cho biết gì thôi. Ừ. Chứ bây giờ đâu còn thương vợ nữa đúng không? Thương mà điều cũng như mình biết thì mình thương, mình để bụng vậy thôi, lên thăm tới gia đình vậy chứ hoặc tới mình tu hăng thôi. Ừ. Chứ nếu mình va chạm tới người ta hoài nó sẽ ràng buộc mình. Ràng buộc mình đủ thứ đúng không? Ờ. Ràng buộc gì vậy? Như nó ràng buộc mình công chuyện bằng ăn mà để giúp đỡ cho gia đình của bà giàu có vậy đó. Ờ, có nghĩa là giống như là lợi dụng mình đúng không? Ờ, lợi dụng để mà nó ràng buộc mình, lợi dụng mình chuyện này chuyện nọ. Ờ. Để mà đi lên mặn cho bà giàu lên vậy đó. Ừ, rồi mình tìm cách khác là mình làm bộ nó xuống đây mình đi nhà thờ đặng mình đi bắt ốc. Ờ, mình không phải nói đi lễ rồi bà mới cho đi chứ mình không nói ra bà dễ thì cho đi. Bà không cho đi thì lúc mà bà không cho đi anh làm gì?
thì cho bà không cho đi thì mình nói giả bộ gạt bà, nói cho con xuống đây con đi lễ như này, bà hương mình bà mới cho đi. Nói gạt bà là biết có tội không? Không, nói gạt nó con đi đi lễ như này bà đâu có biết. Gạt bà nói con đi lễ rồi bỏ đó, vợ mẹ vợ nuôi rồi nói gạt bà vậy là có tội á. Không, gạt bà nói con đi tới như này, con nói con đi lễ như này bà đâu biết. Cho nên là thật ra là tốn cái công việc ở trển nữa. Không có tốn. Nó thiệt chứ đâu có tốn. Bị gia đình của người ta, dòng tộc của người ta gần đó anh ba. Gạo hấp, lúa hấp đồ người ta gần gũi đó anh ba, có ăn. Tôi đâu có nói dốc đâu, nói thiệt. Anh em dòng họ người ta có toàn lúa. Nhưng mà con anh vậy? Thì con anh bởi vì con tôi ở tỉnh mà, nhưng mà cái dòng tộc người ta có lúa hấp. Họ tầm lúa. Còn anh không có trồng? Mình dưới đây thì không có trồng. Sao không trồng? Ở trên tỉnh là đất lúa, đất cát đồ, lúa hóc rồi anh em ta nhiều lắm. Còn mình không có đất. Để gì mình không có đất, cái này mình đi mới đi mở ốc nè. Vậy là mình giàu hay là người ta giàu? Người ta giàu, mình nghèo. Sao người ta giàu? Vì người ta có lúa hóc rồi, nó tầm người mấy chục mẫu không. Thôi ghê hả? Ừ. Còn anh? Còn tôi nghèo, tôi đi mở ốc không. Vậy cưới vợ giàu sướng quá rồi. Vợ anh nó có mấy chục mẫu là giàu sướng quá rồi. Dòng tộc nó gần sát bên người mấy chục mẫu thôi. Thì mình vô đó mình làm lúa tiếp, rồi mình có tiền ăn khỏi đi mua ốc khỏe, mình giàu. Mình bị con cái mình lạ chỗ, người ta cũng không có biết mình sao, người ta đâu có dám tặng. Lạ chỗ hả? Lạ chỗ, mình khác cái hệ của người ta. Khác cái dòng tộc của người ta, người ta đâu có khoái. Anh cưới vợ anh nhiêu năm rồi? Cái vợ cách đây cũng 8 năm rồi. Tám năm mấy rồi. Ngày xưa có đám cưới gì không? Có hai đứa cũng như đám cưới với nhau rồi mới ở. Đám cưới là tổ chức ở đâu? Tổ chức ở tên nhà của cậu hai tôi. Tổ chức có mời ai không? Có mời dòng tộc ở shop. Nhiều người không? Đông. Rồi lúc đó đám cưới vợ anh thì anh nói lời gì với vợ anh? Thì nói như con hai đứa thương nhau vậy đó. Để mà tặng quà cho nhau vậy đó. Xin ông xin cậu hai ra giúp đỡ hai đứa cũng như lại đồ. Lại tặng vàng với nhau vậy đó. Tặng nhiều không? Vàng 18 như đeo như cọng dây thôi cho biết vậy thôi. Anh tặng luôn hả? Chẳng đeo cọng dây đồ vô. Ở đâu mà có tiền? Thì cũng như hồi trước mình cũng đi dắt lúa đồ đó, dắt lúa đồ có tiền sắm tặng. Tặng xong có lấy lại không? Không. Sao hả? Như tặng là cho người ta luôn. Là không có lấy lại. Bây giờ thấy tiếc không? Không thấy. Cho luôn chứ đâu có tiếc. Bị người mình yêu mà. Người mình yêu luôn? Người mình yêu mình đâu có lấy lại làm chi. Cho còn, là cho luôn chứ. Còn người không yêu là cho là phải lấy lại. Bị người yêu mình tặng quà cho nhau là mình tặng cho vợ mình tặng luôn chứ đâu có lấy lại. Còn vợ anh có tặng anh gì không? Vợ tôi hả? Không. Tặng cho người phụ nữ chứ. Phụ nữ đâu có tặng cho mình. Sao phụ nữ cũng phải tặng cho mình chứ? Thì cái người phụ nữ mình lại mình tặng cho vợ mình được rồi. Vợ mình đâu có tặng cho mình. Phải tặng ngược lại mới đúng. Vậy là bà chưa tặng anh gì chứ hả? Yeah. Vậy là vợ anh đâu có đi yêu anh? Có cho tiền quá. Không có. Đồ mẹ khó. Có cho tiền uống cà phê mà. Tiền cà phê hoài. Đúng không? Tặng vàng vợ, vợ còn giữ không? Dạ. Có cọng dây. Cọng dây hả? Còn đeo không? Tôi cũng không biết. Ngoài nữa đâu.